Kính chào các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh. Xin chào các bạn học sinh và quý vị đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp của Pascal TV, kênh truyền thông trường trung học cơ sở Pascal. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các tin tức nổi bật trong tháng 12. Và tôi là Nguyễn Hương, MC của kênh truyền thông PCTV. Tin tức đầu tiên, trong tuần học thứ 14 vừa qua, Tổ xã hội đã triển khai dự án Sắc màu văn học dân gian xưa và nay cho các bạn học sinh. Dự án này được tổ chức hàng năm nhằm giúp cho các bạn học sinh khối 6 sáng tạo được các sản phẩm truyền thể từ văn bản văn học dân gian như đóng kịch, vẽ tranh, thiết kế canva, làm thẻ nhân vật, kẹp sách, báo tường, lịch và biết cách tổ chức một chương trình, sự kiện của lớp học. Các nội dung đặc sắc của dự án Sắc màu văn học dân gian xưa và nay bao gồm sân khấu hóa các tác phẩm dân gian, triển lãm các sản phẩm sáng tạo và cuối cùng là phần ẩm thực dân gian. Dự án năm nay được tổ chức ở quy mô các lớp nên không có phần ẩm thực dân gian. Trong phần sân khấu hóa các tác phẩm văn học dân gian, các bạn học sinh đã nhập vai là các nhân vật nổi tiếng của các tác phẩm văn học dân gian như Thạch Xanh, Thầy Bói Xem Voi, Treo Biển, Em Bé Thông Minh. Tại các vở kịch, các bạn học sinh đã nhập vai vào các nhân vật một cách tự tin và đầy ngộ nghĩnh. Các vở kịch vừa sáng tạo về ý tưởng, vừa được chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ và cuối cùng là những màn diễn xuất đầy hóm hình và có phần đáng yêu của các diễn viên nhí đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả và các khách mời tham dự. Trong phần 2 của dự án các sản phẩm sáng tạo, các bạn học sinh đã cùng nhau thiết kế các sản phẩm như thiệp mời, tranh, ảnh có các hình nhân vật trong truyện cổ tích, các vật dụng của các nhân vật như rìu, khung tên của Thạch Xanh và cuối cùng là thẻ đọc sách, lịch có in hình và nội dung các câu chuyện cổ tích dân gian. Và trong phần cuối câu đố dân gian, các bạn học sinh và các vị khách mời được tham gia vào cuộc thi câu đố dân gian. Như vậy là bên cạnh dự án Sắc màu văn học dân gian xưa và nay của các bạn học sinh khối 6, Tổ ngữ văn còn tổ chức dự án Dấu ấn văn học hiện thực Việt Nam cho các bạn học sinh khối 8. Kính thưa quý vị, cũng trong tuần học thứ 14 vừa qua, trường trung học cơ sở Pascal đã triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh của nhà trường. Trong lần khám sức khỏe này, các nhân viên y tế đã đến trường trung học cơ sở Pascal khám sức khỏe cho các bạn học sinh, ghi sổ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe theo chuyên khoa, sơ cấp cứu ban đầu, nha học đường, phòng chống các bệnh về mắt, gù vẹo cuộc sống, thông báo các trường hợp mắc bệnh đến gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Kính thưa quý vị, trong tuần học thứ 17 vừa qua, các bạn học sinh của nhà trường đã bước vào kỳ thi học kỳ 1 năm học 2020-2021. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Các môn thi học kỳ 1 bao gồm Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Theo ghi nhận nhanh của các thầy cô giáo, trong lần thi này, các bạn học sinh đã có tinh thần ôn tập tốt cho kỳ thi học kỳ 1. Trong các phòng thi, các bạn học sinh làm bài thi hết sức nghiêm túc và không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Sau khi kỳ thi học kỳ 1 kết thúc, các bạn học sinh chia sẻ đều hoàn thành tốt bài thi của mình. Như vậy là sau tuần thi này, các bạn học sinh có thời gian tập trung vào các chương trình của lễ hội tiếng Anh English Festival ngày 15 tháng 1 sắp tới. Các thầy cô sẽ nhanh chóng chấm điểm và thông báo đến các bạn học sinh trong tuần học thứ 18. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ của chương trình English Festival 2020, cuộc thi thuyết trình tiếng Anh English Speaking Contest là một trong những hoạt động mở đầu và đã thu hút được sự quan tâm của các thầy cô cũng như các bạn học sinh. Trong ngày Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, vòng 2 của cuộc thi đã chọn ra được 5 gương mặt vào vòng chung kết. English Speaking Contest là cuộc thi thuyết trình tiếng Anh thuộc về lễ hội tiếng Anh English Festival 2020. Lễ hội tiếng Anh năm nay được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Cuộc thi thuyết trình tiếng Anh là nơi để các bạn học sinh của nhà trường thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng Anh ngữ của mình thông qua các chủ đề thuyết trình. Chương trình năm nay còn là một trong các sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường trung học cơ sở Pascal 2010-2020. Nên chủ đề của cuộc thi thuyết trình là Pascal, hành trình 10 năm nhìn ra thế giới. Trong cuộc thi lần này, bên cạnh sự tự tin, bản lĩnh và kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát, còn có nhiều phần thuyết trình được chuẩn bị công phu. Thông qua các chủ đề thuyết trình, các bạn học sinh đã mang đến cho khán giả theo dõi chương trình các thông tin ấn tượng về trường trung học cơ sở Pascal trong 10 năm qua,
đồng thời bày tỏ cảm xúc niềm tự hào về ngôi trường mang tên nhà khoa học Blaise Pascal. Sau khi kết thúc chương trình, ban giám khảo đã lựa chọn được 5 gương mặt sẽ vào vòng chung kết. Đó là các bạn Triệu Phương Anh lớp 8E, Lưu Ngọc Phương Vi lớp 8B, Lê Hoàng Sơn lớp 8D, Hoàng Hà Vi lớp 8A và bạn Thịnh Mai Linh lớp 8D. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin tổng hợp của chúng tôi đến đây là hết. Chúc các thầy cô giáo và các bạn học sinh một tuần học tập hiệu quả. Nguyễn Hương và ban tổ chức chương trình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube của chúng tôi hoặc vào phần xem trước trên kênh fanpage Trường Trung học Cơ sở Pascal để cập nhật các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.